Trending video. Nhưng lão gia không hề tới gặp tôi. Tôi sắp chết khô rồi nè. Tôi không biết đâu. Nếu lão gia không tới tìm, vậy thì anh sẽ phải tới tìm tôi. Nè cô, nói chuyện với tôi cẩn thận chút chứ. Sao vậy? Anh sợ mọi người ở đây biết chuyện của tôi hả? Tôi đã nói rồi, khi trở thành vợ bé của lão gia thì đừng có nói chuyện quá khứ. Ở đây không có ai muốn hơn ai đâu, chỉ toàn những người muốn dìm xuống. Nếu lão gia biết chuyện, không chỉ có một mình cô, tôi có bị liên lụy theo. Nè, anh không cần phải lo đâu. Tôi đã kêu chế Sue A đi canh phòng giùm tôi rồi. Nếu có ai tới đây á, thì chế Sue A sẽ xử lý. Tôi có chuyện cần nói với anh nè. Cô có chuyện gì cần nói với tôi à? Sao tôi gọi mà anh không nghe máy chứ? Tôi ở với lão gia làm sao mà nghe được chứ? Hay là cô muốn bị đuổi khi chưa được ngủ với lão gia? Thì lão gia không tới tìm tôi mà. Phần chia chắc anh cũng đã nhận. Nếu lão gia tìm tôi và anh làm cho lão gia đến đó, thì anh sẽ được chia thêm, hiểu chưa? Bây giờ tôi cũng đang cố gắng gài đây, vì lão gia đang cực kỳ đắm đuối của cha La. Cô muốn tôi phải làm sao đi? Cô thử nghĩ coi, nếu một ngày nào đó cô làm cho lão gia say mê, cô muốn cái gì lão gia cũng chiều cô hết. Nhưng lão gia không hề tới gặp tôi. Tôi sắp chết khô rồi nè. Cô chờ một chút có được hay không? Lão gia đâu có say mê ai lâu, rồi lão gia sẽ chán. Tôi không biết đâu. Nếu lão gia không tới tìm, vậy thì anh sẽ phải tới tìm tôi. Để cha La cài nút cho lão gia. Anh nghĩ tình yêu của thanh niên bây giờ nhanh hơn nhiều so với lúc anh còn trẻ. Như Tu La cũng vậy đó. Trong im im, trầm tính vậy mà cũng tốc độ lắm. Yêu đương không được mấy tháng đã đòi kết hôn vì làm người ta có bầu rồi. Ôi, em xin lỗi. Không sao đâu. Để anh tự cài. Đi chuẩn bị nước đi, anh phải uống thuốc trợ tim. Mấy ngày liền không uống thuốc rồi. Dạ được. Em có thấy lọ thuốc để ở đâu hay không vậy? Dạ trong ngăn kéo. Là ở trong ngăn kéo. Mở xem, dĩ thuốc hay lọ thuốc trợ tim cũng được hết đó. Lấy cho anh một viên đi. Em có biết là 2 tuần trước cậu ấy tới nói là vợ cậu ấy sảy thai không? Sảy thai hả? Ừ. Lão gia. Vậy vợ của anh Tu La giờ sao rồi lão gia? Vợ cậu ấy thì anh không biết, nhưng mà Tu La kìa. Tu La làm sao vậy? Thời gian quá ngắn ngủi khiến cho anh bất giác cô ấy nghĩ đen tối rằng. Ý nghĩ gì vậy? Nghĩ rằng thôi kệ, đứa trẻ đi bình an rồi, hy vọng người lớn ở lại sẽ ổn hơn nhiều. Thank you.